Dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành hóa chất Việt Nam vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tập đoàn cần tái cấu trúc lại quản trị, tái cấu trúc lại mọi nguồn vốn mà chúng ta có thể huy động được, tái cấu trúc lại nguyên nhiên liệu đầu vào, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trên chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem đã từng trải qua vô vàn khó khăn thách thức, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị xếp vào dự án thua lỗ yếu kém. Trong giai đoạn 2015-2021, một số dự án doanh nghiệp quy mô lớn thuộc tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả, các chỉ tiêu hoạt động toàn tập đoàn liên tục giảm sút, thị phần thu hẹp, áp nợ ở trả nợ tăng cao, tư tưởng người lao động có nhiều lúc dao động. Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, sự đồng lòng của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện, sự nỗ lực, quyết tâm của tập đoàn vượt qua khó khăn đã giúp tập đoàn dần từng bước thực hiện xử lý có kết quả tái cơ cấu đối với 4 dự án doanh nghiệp sản xuất phân bón chậm tiến độ, kém hiệu quả là Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP số 1, DAP số 2, Vinachem. Trong 12 dự án yếu kém, các doanh nghiệp này đến nay đã có lãi và trả được nợ vay đầy đủ, đúng hạn cho các ngân hàng tài trợ vốn. Năm 2023, doanh thu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt trên 57.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 3.300 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho gần 20.000 lao động với 21 đơn vị thành viên, 11 công ty liên kết, 4 đơn vị sự nghiệp và hạch toán phụ thuộc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt gần 31.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt gần 870 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 14 triệu đồng một người một tháng. Cùng với biểu dương những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành hóa chất trong 55 năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những tồn tại của ngành hóa chất như chủ yếu cung cấp một số sản phẩm thông dụng, còn ít sản phẩm hóa chất kỹ thuật cao. Chưa có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhiều loại nguyên liệu và sản phẩm hóa chất đầu vào phụ thuộc nhập khẩu, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lạc hậu chưa chú ý đến nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ, năng lực cạnh tranh, còn tình trạng ô nhiễm dẫn đến tâm lý sợ, không chào đón tại một số địa phương và cộng đồng dân cư. Bối cảnh đất nước trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn, trong đó có nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn, đặt ra nhiều thách thức hơn cho ngành hóa chất. Cần vai trò của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm trụ cột, điều phối, tập hợp sức mạnh toàn ngành. Tái cấu trúc cái quản trị, cả về con người, cả về bộ máy, làm sao cho tinh gọn, giảm cái chi phí, rồi ứng dụng công nghệ số vào để chúng ta quản trị, quản lý. Tái cấu trúc lại các cái nguồn vốn sử dụng cho nó có hiệu quả, mọi cái nguồn vốn mà chúng ta có thể huy động được. Tái cấu trúc lại cái sản phẩm đầu vào, giảm cái giá thành, theo cái hướng là tăng cường cái sử dụng cái sản phẩm ở trong nước và cái tự sản xuất của chúng ta, phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng. Vì cái ngành của chúng ta là ngành cơ bản, chúng ta sẽ tạo ra được cái thị trường rộng lớn, công ăn việc làm, tạo ra cái sinh kế cho cán bộ công nhân viên của chúng ta. Phải phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ, các ngành có liên quan, rồi các địa phương, rồi các tập đoàn tổng công ty trong nhà nước và ngoài nhà nước, rồi tham gia các cái chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi cung ứng trong nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng với chiến lược đúng đắn, kế hoạch, giải pháp đồng bộ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với phương châm bứt phá, tăng tốc, đổi mới, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của đất nước.